Alo, chào cả nhà. Sáng giờ bận quá cho nên là không có nói chuyện được, thì bây giờ mới có thời gian rảnh thì mới nói chuyện được. Thì bây giờ hồi sáng thì vẫn từ sàn nha cả nhà, từ sàn của công ty là 82 đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Hạnh, Tân Phú. Thì từ đón khách từ ở chỗ đó, thì xong thì mới đưa xuống khu Bala Vista. Thì xong rồi, xem đất xong rồi mới quay về về văn phòng. Thì hồi sáng là do cô chú đi không có mang tiền theo. Mấy lần trước dù đi là nhân có dặn trước đem tiền theo giữ chỗ luôn, thì hôm nay quên dặn mất luôn, thì cô chú mới không có đem tiền theo. Thì bây giờ phải qua nhà, nó về nhà xem đất xong rồi về văn phòng. Từ văn phòng thì nhân bắt xe ngược qua bên cô chú để lấy tiền. Rồi lấy tiền xong thì bây giờ đang về. Thì sáng đi xong thì cô chú cũng mua ủng hộ cho hai nền. Hồi trước là cô chú này mua ở bên các thợ bổ sinh, thì mua bên đó 3 lô, 2 lô đợt 6 lại 1 lô đợt 7. Thì tính chung lại 3 nền đó thì bây giờ nó lời, cái số tiền lời của cô chú nó cũng khoảng gần 800 triệu là 3 lô. Thì mới mua tính đợt 6 đợt 7 thì nó mới còn 5 mấy thôi, là cô góp được 12 đợt rồi, là 1 năm đó. Thì 3 lô là lời cũng được gần 800 triệu. Thì bây giờ có một cái khu mới, thì Bala Vista, thì Nhân mới dẫn lại cô chú xuống đó mua. Thì mình nói nó khoảng chừng 60 triệu mét vuông thôi. Thì cô chú có mua ủng hộ Nhân 2 lô, mỗi một lô là 450 triệu, 2 lô là 900 triệu. Là mỗi một lô là nó ngang 4 dài 14 nha cả nhà. Thì Nhân mới lấy tiền xong, bây giờ đang trên đường về sàn. Thì ở đây Nhân sẽ cứ làm hàng tuần thì bên công ty có đón khách ngày thứ năm với lại chủ nhật hàng tuần. Thì đúng 8 giờ sáng là mình sẽ có tại sàn 82 đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Hạnh, Tân Phú. Thì tại chỗ đó rồi xong thì Nhân sẽ dẫn đất xong rồi mình đi về. Thì ví dụ trên đường mình đi đó, thì khi mà mình thấy được cái khu này rồi thì Nhân sẽ chỉ trên vị trí cho cả nhà, thì nếu được thì mình cọc luôn là được, mình giữ chỗ trước. Còn đón á, thì ví dụ như nhà khách hàng bất cứ nơi nào ở Sài Gòn này thì Nhân sẽ bắt xe gáp riêng để tới nhà của mình luôn, rồi Nhân mới đón về sàn. Thì khi mà xem đất về sàn xong, lúc đó Nhân sẽ tiếp tục bắt gáp để đưa mình về nhà, tức là đón tận nơi rồi về tận chỗ. Thì cái tiền phí đó, thì ví dụ như khách hàng mình giao dịch đó, cả nhà mình giao dịch rồi, thì lúc đó thì Nhân sẽ lấy cái phiếu Nhân thanh toán lại công ty, còn cái số tiền đó là công ty sẽ trả lại cho Nhân. Nhân trả tiền xe chứ không phải là cái số tiền đó mà Nhân bỏ ra nha cả nhà. Cho nên là mình đi mình cứ thoải mái vô tư, mình không cần ngại. Tức là có cả nhà mình hay bị ngại cái chỗ là khi mà Nhân đưa xe đi như vậy đó, thì khi mà không mua thì rất là ngại, tại vì thấy Nhân nó tốn tiền này kia, ngại không chịu đi. Nhưng mà cứ thoải mái, bây giờ cái tiền này là công ty sẽ thanh toán lại cho Nhân, chứ Nhân không có tốn tiền. Và khi mình đi như vậy đó thì nó cũng thoải mái. Ví dụ như mình đi cả gia đình đi, 3 người hoặc 4 người đó, thì Nhân sẽ bắt chỗ. Cái ngày ít thì Nhân bắt 4 chỗ, còn nhiều mình bắt 7 chỗ đi cho thoải mái, nó không có nắng nữa. Và thứ hai mình đi cả một nhà, cả một gia đình, thì lúc đó mình sẽ quyết định luôn. Ví dụ mình xuống đất và mình thấy vị trí ok, giá cả ok rồi, giấy tờ pháp lý ok đầy đủ hết, thì lúc đó mình sẽ quyết định luôn và giao dịch luôn. Để khi mình đi, ví dụ mình đi một người, vợ không hoặc là chồng không, thì lúc đó mình không quyết định được, tại quyết định sợ về. Khi mà chồng quyết định, vợ không chịu, hoặc là vợ quyết định chồng chịu, thì rất khó khăn. Cho nên là cả nhà mình cứ sắp xếp đi cả một gia đình. Bởi vì mình đi cuối tuần là giống như là một cái chuyến dã ngoại, một chuyến đi chơi thôi. Nhưng mà xuống mình thấy được ok thì mình lựa chọn vị trí luôn. Rồi, thì Nhân nói sơ về cái cách để mà mình đi tham quan những cái dự án mà bệnh nhân đang bán. Thì khách hàng mình có thể là nhấn một nút like hoặc là chia sẻ cái video này cho nhiều người khác xem nữa. Thì Nhân xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng. Và nhớ bấm nút đăng ký để có thể xem tất cả những video sau của Nhân. Rồi, Nhân xin chào.